Xin chào các bạn, mình đến từ Subtech và hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các bạn một mẫu kính lúp để bàn nữa. Mẫu này thì nó có mã là NT86C, cũng có đèn LED, cũng có sử dụng điện là 220V và độ phóng đại của nó là 8x. Thì sau đây mình sẽ mở hộp mẫu này này cho các bạn xem. Thì như các mẫu khác của hãng này thì nó đều có cho các bạn một tờ giấy hướng dẫn cũng như là danh sách tất cả các sản phẩm mà hãng này nó đang bán ra. Và bây giờ thì mình sẽ lấy phần kính ra nhé. Đây là phần chân đế. Ok, đây là toàn bộ phần bên trong của chiếc hộp vừa rồi. Nó có phần đế và đây là phần kính. Còn đây là chiếc thân của nó. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt của mẫu này. Mẫu này thì lắp đặt rất là đơn giản thôi. Trước khi hướng dẫn các bạn cách lắp đặt của mẫu NT86C này thì mình giới thiệu một chút. Thì cái phần vỏ này thì nó là bằng nhựa, nhưng nhựa này rất là bền. Và cái khung của nó thì làm bằng thép và được sơn tĩnh điện màu trắng. Đó, và những cái mẫu này các bạn đặt ở một số phòng khám hoặc là ở một số cái trung tâm làm đẹp cũng như là spa thì rất là hợp. Và cái đường kính vật kính của nó là 125mm, là 12,5cm và độ phóng đại của nó là 8x. Kính này là kính quang học công nghệ mới nên nó có độ trong rất là tốt. Và sau đây thì đến phần lắp đặt thì mẫu này lắp đặt cực kỳ dễ. Thì các bạn thấy ở dưới đây nó có một cái phần chuôi, thì các bạn chỉ cần bật nó vào đây. Ở phía trên thì mình đi con ống này ra trước. Đó, thì các bạn sẽ đặt cái phần này vào đây. Các bạn có thể siết con ốc của nó lại. Các bạn sẽ siết chặt con ốc của nó lại được. Đó, như thế thì mình đã lắp đặt xong cái mẫu NT86C. Thì các bạn sử dụng thì nó có một số cái khớp thì các bạn có thể di chuyển được. Các bạn sẽ lấy nào các con ốc ở đây này, nó sẽ di chuyển được. Các bạn là điều chỉnh nó phù hợp với tầm ngồi của mình. Các bạn xin ông lại. Ngoài thì cũng có một con ốc để các bạn có thể xếp cái kính này dọc lên dọc xuống. Và các bạn có thể xoay nó theo cái chiều dọc của cái trục này. Đó, và nó mẫu này thì nó cũng sử dụng cái nguồn điện là 220V. Đây mình sẽ cắm điện cho các bạn xem hình ảnh thực tế của nó nhé. Đó, nó có công tắc, mình cắm điện vào cái bật lên. Đó, tắt ra, bật lên. Thì các bạn khi các bạn để dàn thế này thì các bạn có thể thao tác ngồi thao tác ở phần này. Đó, thì các bạn nó để dàn như này, các bạn có thể thao tác bằng cả hai tay rất là tiện. Và hình ảnh thực tế của nó mình cho các bạn quan sát. Đây các bạn đang quan sát được. Các bạn đang quan sát được hình ảnh thực tế của mẫu kính lúp NT86C, độ phóng đại 8x. Zoom lên rất là nhiều. Hình ảnh cực kỳ là nét. Đó. Mẫu này thì bên mình bán rất là chạy và được các bạn tin dùng rất là nhiều.
Ok, vừa rồi là toàn bộ về chiếc kính lúp NT86C. Nếu mà các bạn có nhu cầu và quan tâm sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập website soctech.vn và có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0988862059 thì mình sẽ tư vấn cho các bạn lựa chọn được một mẫu kính lúp phù hợp với nhu cầu và công việc của các bạn nhất. Cảm ơn các bạn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.